chị làm lại làm nó không giống. phải làm cho giống như hồi nãy. Giống như này. Chào anh Cồm nhé. Wow. Bao nhiêu người hỏi thăm anh, Titi cũng nhớ lắm. Wow. Ok, cái này lên YouTube ngày mai. Cho Trang lời thăm một anh nữa. Vâng. Là anh Hùng Mèo. À, rồi. Ừ. Anh Mèo Mèo đó. Titi nhớ Mèo Mèo lắm. Còn thiếu nợ Mèo Mèo đó. À, vâng. Nợ gì không phải họ cần không biết gì hả? Không phải nợ tình. À. Nợ tiền. À, tiền là mệt hơn á. Mệt hơn. Hỏi thăm ai đi, hỏi thăm nữa đi. Hỏi thăm anh Tê Bảo. Anh có khỏe không? Chúng em vui lắm anh ạ. À. Nhưng mà thiếu Ali lắm. Không ngờ bà nhằm nhở gì hết. Nhằm nhở gì hết. Anh dừng toàn á. Có thể nói một nữ ca sĩ từ xa đến. Thưa quý vị, ba người đại diện đó được đề cử, ba người được đề cử đó là anh Võ Thành Thọ, anh Trần Quốc Tuấn, anh Tấn Sài Gòn và anh Đỗ Ngọc Tấn, ba người đại diện cho OC Paris được đề cử để đến đón tiếp chị Minh Vân từ Mỹ sang, một trong những người đầu tiên đến để tham dự gala. Thưa quý vị, màn hoạt cảnh Hương Đồng Cỏ Nội.
mà anh còn để đầu làm hoa thân quần lấy rồi sàn bao cài khi bơm em làm khổ tôi còn đâu cái yếm lụa rồi cái dây lưng nhuộm màu sáng xuân còn đâu chiếc áo nữ thân cái khăn mỏ qua chiếc quần nai đen nói ra sợ mất lòng em xin em hãy giữ nguyên quê mùa như hôm em đi lễ chùa cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh hoa chanh nở giữa vườn chanh thầy vu mình nói chúng mình chẳng quên hôm qua em đi tỉnh về hương đông gió nổi cảm ơn mình thật nhiều. Không có đi đâu mà gọi hết. Hôm nay em đi tỉnh về nó có gọi. Minh Vân cảm ơn Minh Vân thật nhiều. Không bao giờ gặp với nhau hết. Minh Vân có thất vọng với sự trình diễn quá ư là thô thiển của ba thằng nông dân ở La Solé này không? Mới đầu thì là nói đi Solé. Thì mình rất là lo sợ tại vì không biết ba anh đi đón rồi về thì nó có sọc sạch hay không. Nhưng mà nhìn ra thì có lẽ ba anh là làm một cái công việc rất là trọn vẹn. So thank you, không có tập dượt nhưng mà hy vọng cũng đem lại mấy phút vui cười cho tất cả các anh chị ở đây. Khoan, Minh Vân không có đi về. Minh Vân không có đi vậy. Bây giờ xin phép giữ Minh Vân lại một chút xíu. Thọ với Tuấn, tụi cháu có quyền đi vậy. Minh Vân, mời giữ Minh Vân thêm một chút nữa. Kính thưa các bạn, Minh Vân với tôi quen nhau từ hồi nhỏ, tại các gia đình quen nhau. Rồi tuổi này lại có cái duyên học cùng một mái trường y nha khoa cùng với vài bạn ở đây. Mấy chục năm thân thiết, coi nhau như trong gia đình. Nhưng rồi thời cuộc đưa đẩy, Minh Vân của tôi không có ở cùng chân trời, hai phương trời đặc biệt. Và mấy chục năm chưa bao giờ được hát chung với Minh Vân một bài nào hết. Minh Vân ơi, hôm nay tụi mình xin phép các anh chị ở đây hát một bài ngắn, lợi dụng cơ hội. Minh Vân muốn hát bài gì? Anh hứa đưa em về nơi chân trời. Nghe gió em qua đáy tim từ hoàng hôn. Sao rơi đầy mắt người. Các anh chị đây nhạc phẩm chân trời. Cao vút cao
xa trần gian. Chọn ai muốn đời